Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của Mafia Take Online. Và trong video ngày hôm nay thì tiếp tục cái công cuộc vào chiến đấu cho anh em thôi. Để xem là hôm nay thì chúng ta đang có một cái chấm đi 1-1 ở đây đang khá là đẹp này. Nhưng mà cũng có khả năng là sẽ ra được đối xứng anh em nhé. Rồi ok, thế thì phiên đầu này thì tôi đang khá là ưng cái form 1-1 anh em ạ. Bởi vì 1-1 phiên 4 thì đẹp và dễ chơi. Đó, còn nếu như mà nó sang đối xứng thì anh em mình lại quất đối xứng luôn đúng không? Nói chung là kiểu gì mình cũng sẽ có đường lui. Nên là mình sẽ chiến đấu cho anh em ở con đen phiên này. Bắt cho anh em một con 1-1 trước nhá. Đấy, và sau đấy thì nếu như mà thành công với 1-1 thì anh em mình sẽ đánh tiếp. Còn không thì sẽ đổi hướng sang đánh đối xứng. Được chưa ạ? Một form cầu rất cơ bản đúng không ạ? Nhưng tôi phải check trước đã, đằng trước thì không phải đối xứng. Ừ đúng rồi, đằng trước thì không phải đối xứng. Đó là không phải floor. Chỉ sợ đằng trước nó chạy đối xứng rồi, đằng sau này chắc chắn sẽ không chạy đối xứng nữa. Đó. Hoặc là cũng có thể là chúng ta cũng thành công luôn ở con đen đầu tiên này đúng không? Nhưng mà thường thì cái con đầu tiên của tôi như kiểu nó đềm hay sao anh em ạ? Tỷ lệ win nó không phải là quá cao. Ôi trời ơi, ăn luôn anh em ạ, ăn luôn rồi, tuyệt vời luôn. Chúng ta có 1-1 đằng trước đi 5 phiên. Đấy, và chúng ta đang có một con 1-1 đi 4 phiên ở đây. Nếu như mà đúng chuẩn kiểu đi 1-1 thì nó sẽ phải là một ngắn một dài. Tức là đằng trước ví dụ đi 5 như này thì có thể là đằng này chỉ đi 4 thôi. Hoặc là nó đi quá 5 luôn, nó đi dài luôn anh em nhé. Đấy, ok, thì phiên này thì mình gọi là đầu tư nhẹ cho anh em thôi. 2m2, đấy, bắt tiếp. Vẫn là bắt tiếp. 1-1 phiên 5 thì anh em vẫn ưu tiên cái việc bắt tiếp nhá. Còn từ phiên 6 trở đi thì có thể là bẻ được. Nhưng nếu như mà bẻ thì anh em mình cứ nuôi bẻ dần. Và nuôi bẻ từ nhỏ nhá. Cứ từ nhỏ mà lên to thôi. Chứ đừng có gọi là phang luôn. Một con to thì nó không hiệu quả đâu. Bởi vì 1-1 thì nó có khả năng đi biến dị và đi rất là dài. Đấy. Ok, đấm cho anh em quả 1-1 này để xem là có chuột hay là què đây. Ui, què luôn anh em ạ. Hai con 6 thì chớ rồi. Thế là gãy luôn ở 4. Đấy, anh em thấy là nó sẽ đi kiểu là một ngắn một dài. Tức là đằng trước này đi 5 phiên thì nó là dài rồi. Và đằng sau này nó chỉ đi 4 phiên thôi. Đó, đấy là cái kiểu đi của 1-1 nó luôn luôn như vậy. Nhưng mà cái vấn đề là vẫn có những cái trường hợp là đằng trước nó đi 5 nhưng mà đằng sau nó đi 7. Đấy, tôi vẫn bắt tiếp nhưng mà ai ngờ nó lại gãy sớm. Ôi, ok, không sao, và hiện tại chúng ta vẫn đang ăn rất là an toàn và vẫn đang có cái lãi. Đây là tạm thời phiên này anh em mình bỏ qua nhá. Bỏ qua phiên này cho anh em. Và ở đây thì tôi dự đoán là nó vẫn đi về phía ngắn tay thôi. Tại vì là cái thường cái con 1-1 này nó mà gãy thì nó sẽ đi về ngắn tay. Thường thôi, còn ví dụ hôm nay đi cầu xấu nó bẻ về dài tay hoặc là về bệt luôn thì chúng ta lại phải đánh kiểu khác đúng không? Nhưng vẫn mong là về ngắn tay cho dễ chơi. Và ngắn thì con này nó sẽ ra một con trắng đúng không? Đó. Ok, về ngắn này, đấy chuẩn đét luôn anh em ơi. Anh em cũng có thể áp dụng cái mẹo này vào để anh em mình chiến đấu. Đấy, nhưng mà thường thì tôi sẽ lựa chọn những cái mẹo nó mang tính chắc chắn hơn là cái mẹo bắt này. Tại vì tỷ lệ như này nó chỉ tầm 60 là nó sẽ ra ngắn thôi. Đó, nó không phải là một cái tỷ lệ quá cao, quá đẹp để anh em mình có thể là chiến đấu bền vững. Đấy. Và đánh thì anh em cần phải soi cả xu hướng nữa, chứ cũng không phải là xem mỗi 1-1 bẻ, đúng không? Ok, thì ở đây thì tiếp tục cho anh em đi. Chúng ta sẽ bắt lên một con tách. Tôi đang nghi ngờ, rất là nghi ngờ cái quả tách ở đây. Đi cho anh em 3m rưỡi phiên này nhé. Bắt một con tách đi để xem là nó có ra tách hay không. Form ngắn mà, đúng không? Hiện tại đang đi form ngắn thì chúng ta cứ ngắn mà phang thôi. Ngắn mà phang. Ok, 6-4 thì không phải nghĩ rồi, đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Và bỏ nhỏ phiên trước siêu thành công. Phiên này chúng ta đã lên được 70m. Tức là đâu đây khoảng tầm 4m lãi. À, 6m lãi chứ, đúng không? 6m.
Vốn năm nay là 64, hiện tại lên được 70 rồi. Đấy, tức là một con số cũng không hề nhỏ một tí nào đâu. Ok, lên tiếp cho anh em bắt quả tách nha. Ở đây tôi cũng muốn là mình bảo toàn và hôm nay chốt đâu đấy cho anh em khoảng tầm độ dưới 10 mét thôi. Loanh quanh. Được chưa? 1m4 phiên này. Đấy. Nói chung là chuẩn chỉ. Đánh thì anh em không cần phải vội vàng. Cứ thế mà cứ bình tĩnh mà phang thôi. Và đặc biệt là kiểm soát cái việc anh em đi vốn là anh em mình sẽ gặt hái được thành công thôi. Phiên cầu ngày hôm nay thì cũng không phải là quá đảo hay như nào cả, quá là khó hay như nào cả. Hiện tại thì nếu như mà đánh giá con cầu này nó rơi vào khoảng tầm 8 điểm. Ok, tiếp tục là một con win cho anh em. Nhưng ở đây chúng ta lại đang có là một con 12 ra một con 13. Vừa tôi nhớ nhầm anh em ạ, tôi tưởng con trước nó cũng ra 13 là chúng ta có cầu kép rồi. Nhưng mà con này thì 12 ra 13 và tôi thì đang cái dự tính của tôi là bắt một con kép. Tức là bắt lên phiên này, nhưng mà phiên này thì nó đang bị vướng cái quả 1-2 ở đây thì là có lẽ là anh em mình sẽ bỏ qua con này anh em nhé. Hiện tại đang an toàn cho anh em ở cái tầm đấy là 7m lãi, một con số không nhỏ, đúng không ạ? Để mà nói thì đây là một con số không nhỏ. Và phiên chơi ngày hôm nay thì mình cũng chiến được đến phiên này là phiên thứ 6 rồi. Có lẽ là mình đánh thêm một phiên nữa ở phiên sau là mình nghỉ thôi. Và an toàn cho anh em ở cái mức trên 5m lại là ok rồi, đúng không ạ? Và khi mà lên video tôi cũng muốn là ok, lên này. Tôi cũng muốn là có cho anh em những cái đầu tiên là cái lối đánh an toàn. Và cái thứ hai đấy là cái chiến thuật đi vốn làm sao để anh em có thể áp dụng một cách dễ nhất. Đó là tuyệt vời khi mà chúng ta đã có một con đen phiên này và lại còn ra kép 13 nữa. Vừa nãy thì mình có nhớ nhầm một con kép 13, đây là 12-13. Thế nhưng mà sau này thì nó lại ra một con kép 13 đúng như cái dự gọi là mồm thiêng đấy. Nói vu vơ thôi mà nó lại ra, đúng không ạ? Ok, và kép này thì cầu đang đi rất là đẹp, 1-2-3 tách thì tôi sẽ bẻ cho anh em mượt mà. Bẻ mượt mà 1m7-30. Và nếu như mà chúng ta không thành công thì chúng ta sẽ dừng lại ở con số 70m lãi. Ngày hôm nay thì cũng rất là tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Ok, phiên cuối này mình chơi cho anh em nó mở con mẹ bát đi cho nó gọi là mướt mượt mượt, đúng không? Xanh chín luôn. Quá đẳng cấp, một cái phiên cầu thì cũng khá là dễ chơi thôi. 1-1 đi ra tách, một cái form rất là cơ bản, đúng không? Đó. Ôi dồi ôi, phiên này thì chúng ta lại xịt mất rồi. Thế là cầu đi tiếp một tay. Nhưng mà ở đây thì mình bảo rồi, an toàn nên là mình cũng nghỉ thôi, đúng không ạ? Tránh cái trường hợp đấy là kép mà lại đi ra bệt thì nói chung là nó cũng khó chơi là cái nhất. Cái thứ hai ở đây anh em mình có lãi rồi. Đấy, chơi an toàn mà, đúng không ạ? Chơi là phải biết điểm dừng, phải có kỷ luật nhá. Đấy thì tôi cũng bảo với anh em rồi là một cái phiên chơi của tôi thì chỉ loanh quanh khoảng tầm là 5-7 phiên thôi. Thế mà bây giờ là gọi là có cũng gọi là được 7 phiên rồi, đúng không? Đánh từ cái lúc mà mình bắt quả 1-1 đầu tiên là con 14 này. Ok, thì chuẩn chỉ chốt lãi và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những cái video sau nhé. Chúc toàn thể anh em là thành công win. Và nếu như mà có thắc mắc câu hỏi gì thì anh em cứ mạnh dạn tự tin là comment phía dưới. Tôi sẽ trả lời cho anh em ở những phiên tiếp theo. Bye bye.